Xin chào các bạn. Hôm nay thì Diện Trần Online có một cái chủ đề nhận được câu hỏi của các bạn. Đó là liệu những cái đồ hình của Diện Trần thì các bạn có thể có ở nhà để treo, để trang trí hay là để học tập nghiên cứu Diện Trần không? Và Diện Trần Online đã liên hệ với Diện Trần Shop. Không biết là các bạn đã nghe đến Diện Trần Shop bao giờ chưa ạ? Và sau khi mà hợp tác với Diện Trần Shop thì hôm nay Diện Trần Online xin giới thiệu với các bạn những cái sản phẩm của Diện Trần Shop. Hôm nay thì mình đang đứng ở đại bản doanh của Diện Trần Shop. Xung quanh mình đây thì là rất nhiều đồ hình, tranh ảnh, dụng cụ của Diện Trần Shop mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn trong cái live stream ngày hôm nay. Một trong những cái sản phẩm mà được rất là nhiều người muốn tìm đó chính là cái tấm sơ đồ huyệt đầy đủ các huyệt và update của Diện Trần. Thì cái tấm huyệt đồ hình này được làm trên chất liệu là form mix cứng, rất là tiện để các bạn treo ở bất kỳ đâu. Có thể là dùng cái băng keo hai mặt để dán lên trên tường như cái tấm logo Diện Trần ở ngay đằng sau lưng mình đây, hoặc là các bạn cũng có thể là dựa nó ở trên tường hoặc ở trên bàn làm việc, hoặc các bạn có thể là mang đi trong các cái buổi nói chuyện về Diện Trần. Và đây là một trong những sơ đồ huyệt Diện Trần mà sẽ là những cái thứ mà không thể thiếu được cho những người mới bắt đầu học Diện Trần cũng như là làm Diện Trần. Và một số bạn thì sẽ hỏi là mua cái tấm này ở đâu? Thì các bạn có thể là comment hoặc là inbox cho Diện Trần Online cũng như là vào page của Diện Trần Shop hoặc là website của chúng tôi, đó là www.dientranonline.com.vn, hoặc gọi theo hotline để được tư vấn, số điện thoại 0903 811 964. Giá của một tấm sơ đồ huyệt Diện Trần được form mix cứng như thế này sẽ là 150.000 đồng. Đây là cỡ A2 không ạ. Và ngoài ra thì Diện Trần Shop còn có những cái tấm đồ hình khác vô cùng là đẹp, đó chính là các cái đồ hình phản chiếu của Diện Trần như thế này. Hiện nay thì mình được biết là Diện Trần Shop có sản xuất 10 cái đồ hình nằm trong 32 đồ hình của Diện Trần và đều làm trên chất liệu là form mix cứng như thế này. Và các bạn thấy rằng là cũng như là cái tấm sơ đồ huyệt, với một cái tấm đồ hình Diện Trần đã được in rất là nét, rõ nét, các bạn nhìn thấy không ạ? Hình rất là rõ nét, rất đẹp và dày như thế này nữa, thì việc các bạn treo hoặc là bày ở trên giá trong nhà của mình thì sẽ giúp cho cái việc học tập nghiên cứu Diện Trần hoặc là phổ biến Diện Trần đến được với lại nhiều người hơn. Và giá của một tấm đồ hình được làm rất là đẹp trên form mix cứng như thế này là 100.000. Và nếu mà các bạn mua cả một bộ 10 tấm đồ hình được chuẩn bị sẵn của Diện Trần Shop thì các bạn sẽ được tặng một tờ sơ đồ huyệt có kèm 52 phác đồ, một ấn phẩm mới của Diện Trần Shop. Mình sẽ cho các bạn xem lần lượt các cái tấm đồ hình của trong cái bộ đồ hình này nhá. Đó, nó rất là nhẹ, mang đi di chuyển thì rất là dễ. Đây là cỡ A3. Cái tấm sơ đồ huyệt mà mình vừa cầm là cỡ A2, nhìn không ạ? Đó, còn đây là cỡ A3.
Mình nghĩ rằng là các bạn nếu mà treo ở nhà phòng làm việc á, thì các bạn sử dụng cái tấm A3 này là vừa hợp lý, vẫn có thể nhìn rất là rõ và nó không có bị chiếm nhiều cái diện tích trên không gian tường ở nhà của các bạn. Đây là đồ hình phản chiếu loa tai trên mặt, hình ảnh in ấn rất là đẹp, rất là rõ nét. Đây là đồ hình phản chiếu ngoại vi cơ thể trên da đầu. Thì diện trần online cũng như là diện trần shop thì luôn luôn lắng nghe cái nhu cầu của các bạn yêu mến diện trần khắp mọi miền đất nước cũng như là ở khắp nơi trên thế giới gửi về cho chúng tôi. Và chúng tôi luôn mong muốn rằng có thể có được những cái sản phẩm hỗ trợ cho cái công việc học tập, nghiên cứu cũng như là truyền bá diện trần ra cộng đồng. Bởi vì đây là một phương pháp hoàn toàn Việt Nam, tự nhiên, không dùng thuốc và không có tác dụng phụ, giúp giảm đau nhanh chóng cũng như là hiệu quả tức thì. Và đây là một cái phương tiện để mà chúng ta có thể giúp đỡ những người mà đau đớn, những người mà không có điều kiện để hưởng những cái dịch vụ y tế cao cấp khác. Thì diện trần chính là một cái cứu cánh cho những người cần đến sự hỗ trợ của các cái phương tiện y tế trong cái việc như là cầm máu, giảm đau, vân vân. Và trong các cái sản phẩm của diện trần shop thì các bạn có thể tham khảo thêm ở tại địa chỉ website www.dientranonline.com.vn. Nếu mà các bạn còn có bất kỳ những thắc mắc nào về giá hay là chất lượng của sản phẩm đồ hình diện trần thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho shop để chúng tôi có thể hỗ trợ được các bạn nhiều hơn nữa. Hey Max Moon, I can speak English. You are in Cambodia. Yes. Today I would like to introduce to you about diện trần diagram. Because we support for diện trần needs new member, newcomer. So if you want to get this diagram, you can contact us and we can send it to you. Okay, if you want any help, you can inbox for me for Face Diện Trần Online. I can support for you and answer all your questions. Thank you for watching. Thank you your question, Miss Moon. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không ạ? The page Diện Trần Online is the supporter for all of you from all over the world and for Vietnamese also. So we hope we can help you can learn, study and apply diện trần for your life, and we try my best to answer all your questions. Thank you. Thanks for watching. Good night.